nhà sàn được dân quận Long San, từ Hàn Quốc đã tặng là thành phố Quy Nhơn, Bình Định nhé mọi người. Ngôi nhà sàn này thì được xây dựng cách đây khoảng 4-5 tháng, nhưng mà kỷ niệm 26 năm ngày kết nghĩa giữa Hàn Quốc và tỉnh và thành phố Quy Nhơn nhé mọi người. Ở đây thì ở đây là khu đô thị mà có một con đường gọi là đường Long San, đó là lấy cái tên của cái quận Long San của Hàn Quốc để là cái tên đường luôn. Và nhà sàn đây phía sau mình đây, đây là ngôi nhà sàn làm bằng gỗ và nó cũng giống cái kiểu nhà sàn Việt Nam, cầu thang làm bằng gỗ và các chất liệu khác cũng làm bằng gỗ nha mọi người. Mọi người có thể thấy đây, cầu thang làm bằng gỗ. Đây là cái biển thông báo là đây là ngôi nhà sàn để kỷ niệm cái tình hữu nghị giữa thành phố Quy Nhơn và quận Long San nhé mọi người. Ngôi nhà sàn này được xây dựng vào tháng 4 năm 2022 nhé mọi người. Mới xây dựng đây. Giờ mình sẽ đi lên và trải nghiệm và review cùng mọi người. Đây mọi người có thể thấy đây là bậc thang làm bằng gỗ, hình như là gỗ ngoài gỗ thông thì phải. Mình cũng đoán vậy. Trên đây thì sàn cũng làm bằng gỗ. Trên đây cũng làm bằng gỗ nha mọi người. Hai mọi người có thể quan sát thấy. Trên đây cũng có một cái biển thông báo là bằng tiếng Hàn Quốc nha mọi người và tiếng Việt. Xung quanh đây là khu đô thị nha mọi người, khu quy hoạch dân cư. Đây là khu này, khu mới. Còn phía xa kia mọi người có thể thấy có những tòa nhà đó ở cái đường Long San. Đường Long San thì làm cái tên đường mới, đặt tên đường Long San làm tên của người của cái quận Hàn Quốc nha mọi người, để kỷ niệm tình bạn kết nghĩa giữa Quy Nhơn và Long San nha mọi người. Đây có một số bàn chắc ra đây ăn uống và đã xả rác đây nha mọi người. Đây mọi người có thể quan sát thấy đằng xa kia là FPT nhé, trường đại học FPT. Ở bên kia là một số chung cư của người ta đang xây dựng nha mọi người. Đó, và khu đây là khu đô thị nhé. Xung quanh là sông nước nhé. Ở trên đây thì hôm nay là không có gió. Lại không gió nhưng mà khá mát này. Và phía dưới kia cũng một số người cũng đến đây để check in ở tham quan nhé mọi người. Mọi người có thể quan sát thấy ở phía chân nhé, họ là làm bằng đá granite nhé mọi người, bốn cái cột gỗ và bốn cái cột bằng đá granite, kiến trúc của nó là bằng gỗ và đá kết hợp với nhau nhé. Phía xung quanh là công viên để trồng cây xanh và trồng hoa lá cỏ nha mọi người. Mọi người có thể quan sát thấy. Theo mình quan sát thì nhà sàn này thì làm bằng gỗ nên nứt nẻ khá nhiều nha mọi người. Nên mọi người có thể quan sát thấy chắc họ làm gỗ tươi nên nó bị nứt nẻ. Làm thì khá sắc sảo, nhưng nếu mà so với đồ sắc sảo của người Việt làm thì cũng là chưa bằng người Việt làm nhé. Có thể đây là một cái công trình công cộng nên người ta không đầu tư và chú trọng đến cái sự sắc sảo như cái ngôi nhà của người Việt chúng ta nhé. Mọi người có thể quan sát thấy rất nhiều chi tiết gỗ đã bị nứt nẻ do thời tiết nha mọi người. Khả năng đây là cái gỗ ở đây nó không hợp với thời tiết ở Việt Nam. Mọi người có thể quan sát thấy đây sử dụng bằng cột kèo luôn nhé mọi người. Và không dùng mình quan sát thì không dùng thấy cái đinh nào cả. Mọi người có thể tự quan sát thấy mình cũng không thấy họ sử dụng bất kỳ cái đinh nào. Họ sử dụng cột và kèo như những kiến trúc cổ của Việt Nam, cũng sử dụng các mộc để khớp lại với nhau nhé mọi người.
xung quanh thì là sông nhé mọi người. Đây là những con sông quanh cái đây, nó như kiểu một hòn đảo ạ. Xung quanh là sông. Ở bên kia là mấy cái tòa chung cư họ đang xây dựng. Đây là khu dân cư mới ở ngoài Quy Nhơn nhé mọi người. Clip cũng đã dài rồi nhé mọi người. Bây giờ thì mình xin dừng clip ở đây và mình sẽ quay review sau cho mọi người cùng xem nhé. Những cái clip review khác nhé. Bây giờ thì cũng đã trưa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin cảm ơn nhé.